Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thần thánh. Thần thánh có nghĩa là gì? Một thần là một sinh mệnh tôn giáo, giống như một vị thần hay thiên thần. Nếu bạn biết từ thần thánh có nghĩa là thánh hoặc thiêng liêng, thì bạn có manh mối về ý nghĩa của thần thánh. Có thể là một vị thần hoặc một sinh vật tôn giáo khác. Thần tính có nghĩa là gì trong kinh thánh? Trong thần học cơ đốc giáo truyền thống, thần thánh là trạng thái hoặc phẩm chất của thần thánh và có thể biểu thị bản chất hoặc đặc tính của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Do Thái, các thuật ngữ thường sẽ là Elohim và trong tiếng Hy Lạp thường là Theos hoặc Theias. Thần tính trong kinh thánh được coi là thần chủ hay Thiên Chúa nói chung. Năng lượng thần thánh là gì? Phần quan trọng nhất của cơ thể con người là năng lượng thần thánh tiềm ẩn nằm giữa lớp da của chúng ta với lương tâm bên trong. Năng lượng tiềm ẩn hay sati bao gồm tâm trí, trí tuệ, cảm xúc và các giác quan quan trọng, lương tâm và tất cả các giác quan khác. Chúng khác nhau và có cường độ thay đổi ở những người khác nhau. Tâm linh thiêng liêng là gì? Tâm linh liên quan đến việc thừa nhận một cảm giác hoặc niềm tin rằng có một cái gì đó vĩ đại hơn bản thân ta. Một cái gì đó giống con người hơn là trải nghiệm giác quan và tổng thể lớn hơn mà chúng ta là một phần của bản chất là vũ trụ hoặc thần thánh. Thần thánh của bạn là gì? Cao tựa là thuật ngữ liên quan đến nhiều hệ thống tín ngưỡng. Những tiền đề cơ bản của nó mô tả một vĩnh cửu, toàn năng có ý thức và con người thông minh thực của nó, một người là người tự. Chính thức được xác định cao hơn tự như Atma, tia không thể tách rời khỏi vũ trụ. Tâm linh có liên quan đến Chúa không? Tâm linh là thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong xã hội phương Tây để nói về mối quan hệ của một người với Chúa. Đối với nhiều người, cách họ nghĩ về tôn giáo và tâm linh chắc chắn được hướng dẫn bởi những gì họ thấy và cả làm trong hội thánh của họ. Sự khác biệt giữa một người tâm linh và một người tôn giáo là gì? Có gì khác biệt giữa tôn giáo và tâm linh? Tôn giáo đây là một tập hợp các niềm tin và thực hành có tổ chức cụ thể, thường được chia sẻ bởi một cộng đồng hoặc nhóm. Tâm linh đây là một thực hành cá nhân nhiều hơn và liên quan đến việc có được cảm giác bình yên và mục đích. Sống đời thiêng liêng nghĩa là gì? Nói chung, nó bao gồm một cảm giác kết nối đến một cái gì đó lớn hơn bản thân mình và nó thường liên quan đến việc tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Giống như ý thức và mục đích của bạn, định nghĩa cá nhân của bạn về tâm linh có thể thay đổi trong cuộc đời của bạn, thích ứng và kinh nghiệm và mối quan hệ của chính bạn. Thần tính của Chúa Giêsu tôn giáo là gì? Cơ đốc nhân chính thống. Những người theo đạo cơ đốc chính thống hơn đã coi thần tính của Chúa như một phẩm chất cổ hữu được ban tặng một cách siêu hình. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, Ngài là từ tạng thành xác thịt, Ngài là người thứ hai trong ba ngôi. Thần thánh có nghĩa là gì trong tôn giáo hoặc liên quan đến một vị thần, đặc biệt là đấng tối cao, ngỏ lời, chiếm đoạt hoặc dành cho hoặc một vị thần tôn giáo. Thiêng liêng, thờ thần thánh, tiến hành từ hoặc một vị thần, luật thần thánh. Thần tính của Đức Chúa Trời là gì? Cơ đốc giáo trong thần học cơ đốc giáo truyền thống, thần thánh là trạng thái hoặc phẩm chất của thần thánh và có biểu thị bản chất hoặc đặc tính của Đức Chúa Trời. Vị thần trong kinh thánh được coi là chính thần hay Chúa nói chung, hoặc nó có thể liên quan đến một vị thần. Ý nghĩa đầy đủ của thiêng liêng là gì? Thiêng liêng cũng là một ý nghĩa cổ xưa và trang trọng, là rất tốt hoặc dễ chịu, như trong cô ấy trông hoàn toàn thần thánh trong chiếc áo choàng màu xanh và trắng. Đây là một tính từ của nguồn gốc từ tiếng Anh, một mượn từ tiếng Pháp cổ kính divine,
từ tiếng Latin Divinus, thần thánh, thấy trước thần. Năng lượng thần thánh là gì? Phần quan trọng nhất của cơ thể con người là năng lượng thần thánh, tiềm ẩn nằm giữa lớp da của chúng ta với lương tâm bên trong. Năng lượng tiềm ẩn hay Sati, Sati bao gồm tâm trí, trí tuệ, cảm xúc, các giác quan quan trọng, lương tâm và tất cả các giác quan khác. Chúng khác nhau và cường độ thay đổi ở những người khác nhau. Sự chữa lành thiêng liêng trong kinh thánh là gì? Sự chữa lành là sự can thiệp của thần thánh như để tiếp lại lời cầu nguyện hoặc vị đức tin. Một phương pháp sử dụng vì được cầu nguyện hoặc đức tin với hy vọng nhận được sự chữa lành như vậy. Sự chữa lành thần thánh có nghĩa là gì trong kinh thánh? Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được chữa lành. Sự chữa lành thiêng liêng là ý muốn của Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay. Trong kinh thánh, chúng ta thấy một người phụ nữ có vấn đề về máu và khi cô ấy chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu quay lại và hỏi: "Ai chạm vào tôi?" Sau đó, Ngài nói với cô ấy: "Đức tin của bạn đã làm cho bạn toàn bộ." Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.